vậy. Rồi bây giờ có bông cho cô Năm Vũ Linh. Đà Lạt. Hồng Nhật Media Đà Lạt. Dạ tặng bông mọi người ơi. Quá. Bông đẹp quá đẹp luôn. Ủa bông này bông gì chú? Đây nè chú. Đà Lạt. Dạ chú Hồng Nhật Media. Chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Wow. Quá đẹp quá. Bông quá đẹp cả nhà ơi. Mọi người. À có cái cây sắt nữa nè. Hay để con kêu không biết phải không tại vì số này có số mà không có tên. Chú cứ gọi thử đi. Vô bông ở đây là đúng nhà của cậu rồi đó, nhưng mà bây giờ quan trọng là có người nhận thôi. Alo. Bông rất đẹp nha cả nhà. Chị ơi, mình bên Sức Hoa có một cái giỏ hoa gửi đến số 5 điểm. Đầu địa điểm. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Dạ tới rồi, đang đứng trước cửa, chị ra nhận giùm mình nha. À chị chưa tới hay chị đang trên đường tới đúng không? Wow, vậy là chị chờ luôn. Tới rồi luôn. Vậy là chú chú chờ hay sao chú? Hay là gửi vô trước chú? Gửi vô người ta nói gọi. Dạ dạ chú kêu đi. Gọi ngựa đây. Cậu Sử ơi, có người gửi hoa, cậu Sử ơi. Không chú vô chút cái này. Ờ đó. Chị ơi cho mình gửi cái giỏ hoa. Có người gửi hoa chị ơi. Chị ơi cho mình gửi cái giỏ hoa. Có người gửi hoa cho cậu. Rồi bây giờ nè, đây chú con giờ luôn. Luôn cả nhà ơi. Rồi, cho Năm. Em chú chụp hình xác nhận giao hàng rồi. Rồi chú vô chỗ rồi chú chụp hình xác nhận đi. Cái mặt băng để cho xác nhận giao hàng quay cái mông. Quay cái lưng gì. Ok rồi. Rồi ok các em. Rồi. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời. Rồi chú mới giao lại. Khán giả này chắc ở hải ngoại hả chú? Cổ đang trên đường tới á. Cổ đang trên đường tới. Khách đặc biệt. Ôi chị sắp tới rồi cả nhà ơi. Bây giờ chú cũng về cả nhà ơi. Ok rồi. Rồi chào chú nha. Chú đâu giờ chú ơi chú ơi. Chào Bến Thành. Chào Bến Thành luôn. Chào Bến Thành đó là ngay trung tâm Sài Gòn. Wow, rất là mắc cả nhà. Rồi bye bye. Rồi bye bye chú nha. Đó. Rồi. Rồi. Nha thì cả nhà nha. Vị khách đặc biệt gửi cái lặng mông đến. Bây giờ đã đến rồi cô chú anh chị ơi. Chị có dâu rồi, dâu. Qua chị dâu đem từ Đà Lạt lên hả chị? Chào chị. Dâu Đà Lạt. Mua dâu là vị khách nãy mới tặng là quà đó cô chú anh chị. Rồi để chị kéo vali qua. Đem dâu học dâu rất là nhiều. Vị khách đặc biệt vào nha mọi người. Bên chồng có cậu Sử, cậu Sử ngồi à. Cậu Sử đâu rồi? Có cậu Sử không? Sử là ngoài sao rồi. Cậu Sử có ăn cơm còn nghỉ ngơi rồi. Tối chị cậu còn giờ lấy sức rồi đóng hàng nữa cả nhà. Rồi nghe lên mới là làm đúng không? Thấy ủng hộ chị Lan hả? Quá trời luôn. Quá trời luôn. Mỗi này không lên mộ sao ở đây à? Dạ không, mộ vắng quá đúng không? Dạ không, mộ giờ là cũng để cho cậu nghỉ ngơi cô. Đúng rồi. Chứ vắng nữa. Ở đây chị đi về cho cậu nghỉ thôi nè. Đó chị về đây chị gần xịt 5 phút à. Như vậy. nói chuyện về câu đi. Chị câu gì? Chị thôi thôi. Nói thôi gì nào. Ủng hộ. Để rồi mai bóc dắt người tới mua nữa về cho. Mua mấy bịch à cô? Mua 2 kg bịch. Wow. 2 kg mít với 1 bịch chùm ruột với 1 bịch khô gà. Khô gà. Rồi giờ là... Cô con chưa ăn thử bao giờ hết con. Chị đây cũng đâu ăn thử đâu. Mày dài hả mày gì? Bốn sáu rồi. Sáu. Rồi thôi nha, với hai mấy em nha. Đây, con gái chị lo cho Hà. Bé giờ giao hàng cả nhà ơi. Bé vừa dễ thương mà còn siêng năng nữa anh ơi. Cái gì con nha. Con gái
gái của chị Lan thì lúc liên tục nhận hàng. Bé Su, bé Su phải không ta? Bé đó bé Su hả? À đúng bé Su cái gì. Rồi, để cho shipper cố gắng giao cho hàng giúp chị ba nha anh. Giờ giao tới đâu đặng ai em? Anh đang mang tay phone nên là cũng không nghe hỏi không. Rồi bây giờ để anh tiếp tục cho chồng chờ cũng sắp mưa rồi cả nhà. Lúc mà trời mưa mà khô bò không? Trời mưa mà khô bò thì nói chung là cũng ngon nhưng mà giá tiền cũng quan trọng mà. Bán dĩa khô bò cô? Wow. Trời ơi, cô bò này trời mưa ăn đã, ăn dĩa bao nhiêu vậy? Chú 200.000 25.000 một dĩa. Chú 200.000 200.000 hay là 25.000 200.000 chú làm cái phần 50 quá trời này vậy chú. Chú làm cái phần 50 mưa luôn rồi. Mưa luôn rồi. Ai ăn thì chú làm người ta chứ chú. Chú ăn anh bao nhiêu người làm thôi. Chú làm bằng 50 cho anh này thì anh này rất là nhiều tiền chứ hiểu không? Thì bây giờ bao nhiêu cái miệng ăn chú nghĩ coi. Chú phải làm phần 50 thì giờ chú làm bình thường rồi. Anh ớt cái nói anh không ăn thì để người khác ăn. Giờ hôm nay là hành trình bao đúng hay rồi, là tâm gì khổ bao? Hành trình bao hôm nay hành trình bao. Tâm làm phần bao nhiêu đấy hành trình? Nói đến đây khán giả biết chưa? 25.000 đồng ăn này nó kêu đi trời. Tôi kêu nhưng ông trả tiền đúng không? Rồi rồi. Tôi kêu với ông trả tiền đúng không? Trả trước đi gì? Dạ, trang vô luôn đi. Chú á trang nhiều ớt vô chú. Bây giờ tôi kêu ông trả tiền đúng không? Tôi kêu tôi ăn ông trả tiền đúng không? Ăn còn ớt rồi thì đỡ hai gì vậy trời? Đỡ hao. Chú cho nửa bình thôi rồi. Thôi được rồi chú, cày quá vậy. Rồi, cảm ơn nhiều. Chú bán được cái này bao nhiêu năm rồi? 36 năm rồi. Wow, 36 năm. Dạ. Rồi kêu anh trả tiền cho chú. Dạ. Cảm ơn chú rất nhiều. Lấy rồi nó trả luôn. Mày lấy rồi mày tự trả luôn đi. Cầm ý là em cầm rồi. Không có cần cầm. Không cần cầm. Cho chú bỏ bọc đây làm gì bỏ bọc làm gì giờ. Rồi về giờ trả tiền. Không. Dạ không? Để bán quà. Dạ. Cho hoài không là hỏi này nè. Trời chào máu luôn là mình thường. Bán hàng. Bán hàng. Còn cái hàng là phần minh của anh Trần này. Cậu vậy là bị bơm hơn không? Chưa gọi tao chưa máy. Dạ, tại ta ngủ chưa. À có nghĩa là người ta đang bận công việc á. Đang ngủ chưa thì kêu là nói chung là những cái này là ta chuyển khoản hết rồi bơm gì vậy đưa hết rồi bơm gì nữa là vậy là người ta ngủ quên cậu cho con chừng shipper hả cho con chừng shipper cho con chừng shipper nói chung cái chuyện đó hơi khó thôi. Bây giờ là bên cậu Trì Lan có đội ngủ qua công ty hết rồi, có công ty giao hết, anh xin vô công ty giao hàng đó. Anh nhận mà nó chơi ai mà nhận đó.